Tiếp theo đó là lệnh ghi kích thước góc. Cái gọi là lệnh ghi kích thước góc thì bạn chọn vào một Drafting Dimension và chọn Angular. Để những kích thước theo góc thì lúc này bạn phải chọn hai và xác định góc. Hoặc bạn cũng có thể chọn theo cái điểm pivot. Thì đầu tiên bạn phải chọn cái tâm xoay của góc sự thẳng lệ đó, và điểm chọn điểm thứ hai và chọn điểm thứ ba. Trong quá trình di chuyển nó sẽ tự động có thể lấy ra theo góc bù và góc giữa. Ngoài ra bạn cũng có thể đo theo cung tròn.